Dự báo tài chính năm 2024 tuổi Thân. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ tạo ra những thách thức trên mặt trận tài chính cho tuổi Thân. Tình hình sẽ đòi hỏi khắt khe và rất phức tạp. Sử dụng các phương pháp phù hợp và lập kế hoạch tài chính đầy đủ, Khỉ sẽ thành công trên mặt trận tài chính. Không chỉ vậy, bạn còn sẽ tiến lên và kiếm được lợi nhuận tốt. Mọi kế hoạch đầu tư mang tính đầu cơ và mạo hiểm nên gác lại. Thay vào đó, nên nghiên cứu các phương pháp sáng tạo mới để tạo ra lợi nhuận. Tốt hơn là nên có một cách tiếp cận lỗi thời và tránh thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Năm 2024 tượng trưng cho sự tiến bộ và sung túc. Sẽ có ích nếu nắm bắt những cơ hội đến trên đường đi và kiếm tiền trong khi mặt trời chiếu sáng trong các vấn đề tài chính. Một lần nữa, các dự đoán chiêm tinh cho năm 2024 đều thuận lợi cho tuổi Thân. Đây sẽ là một năm tuyệt vời để tích lũy lợi nhuận và cải thiện tình hình tài chính của bạn. Bạn sẽ có một sự tinh tế đáng kinh ngạc để phát hiện ra những kế hoạch tốt nhất và thiết lập các hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các chủ ngân hàng sẽ đứng về phía bạn và cũng có thể tư vấn cho bạn về các khoản đầu tư đầy triển vọng. Năm 2024 là một năm tài lộc đối với tuổi Thân. Đây là thời gian để tiết kiệm, dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai.